Hoài Thanh xin chào toàn thể anh em sửa xe máy toàn quốc. Hôm nay Hoài Thanh có buổi chia sẻ với anh em chúng ta về mạch điện tử ACG. Phần cuối chia sẻ, Hoài Thanh có khoan hay thực tế mà anh em chúng ta có lẽ chưa sửa được. Hoài Thanh được biết phần lớn anh em đã tìm hiểu và đi học về hệ thống đề từ ACG này. Tuy nhiên có rất nhiều anh em hiểu sai và học không có thực tế, dẫn đến khi gặp xe hỏng không giải quyết được. Và bản thân các bạn ức chế, ác cảm với đi học nâng cao sau này và rút kinh nghiệm từ học trước. Thì với cái thế hệ sửa xe 4.0, chúng ta cũng không thể bỏ qua cái thời 0.4, nghĩa là chúng ta phải học đúng, hiểu đúng người mà anh em chọn học phải có nhiều thực tế. Ví dụ 4.0 là chúng ta dùng các công nghệ hỗ trợ chẩn đoán để sửa xe, nhưng công cụ chẩn đoán đọc tổng thể chỉ thị báo lỗi, còn việc sửa lỗi là do người thợ của chúng ta với đồng hồ vạn năng và bàn tay của người thợ. Và để xác định chính xác những cái dây mà có điện áp mà không có dòng thì trên máy chẩn đoán không phát hiện được và vẫn báo bình thường. Thì qua đây Hoài Thanh có những cái vấn đề về chia sẻ cho anh em chúng ta có cái chúng ta hiểu đúng về hệ thống đề từ ACG, và sau đó chúng ta có phương pháp làm và chúng ta có cách làm nó hiệu quả cho chúng ta. Thì những vấn đề mà báo lỗi thì chúng ta làm nó sẽ đơn giản, còn những vấn đề không báo lỗi thì sao? Lúc này thì đòi hỏi ở người thợ chúng ta phải có những kỹ năng. Để có được những kỹ năng này thì Thanh mời chúng ta bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Và ở đây thì Hoài Thanh xin giới thiệu cái giáo trình này là giáo trình chuẩn của Honda về dòng xe PCX 2019, một con xe đầu tiên của Honda Việt Nam ra mắt thị trường, đó là dòng đề từ ACG và hệ thống dừng cầm chừng sau 3 giây. Và Hoài Thanh xin giới thiệu là Hoài Thanh cũng là một trong những người mà được Honda đào tạo từ những chiếc xe đầu tiên do Honda Việt Nam đưa ra thị trường. Với cái giáo trình chuẩn cùng với kỹ năng truyền dạy cũng như sửa chữa mà Hoài Thanh được học ở trong Honda, thì hôm nay Hoài Thanh sẽ chia sẻ và truyền lại cho anh em học viên của Hoài Thanh cùng với những anh em làm nghề để chúng ta có những hiểu đúng và chúng ta sẽ làm đúng. Em xin chào mọi người nhé. Thì trước tiên thì ở phần này Hoài Thanh xin giới thiệu chúng ta về cái nguyên lý hoạt động của mạch điện từ ACG. Chúng ta sẽ xem qua cái video này khoảng 3 lần. Sau đó chúng ta sẽ qua hình hướng dẫn một chút và chúng ta sẽ đi làm thực tế những cái pan bệnh mà gần như là chúng ta không bao giờ nghĩ tới.
Chúng ta xem thêm một lần nữa, Hoài Thanh sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái đường đi các mạch của hệ thống điện từ ACG. Sau đó có những cái giả thiết cho chúng ta về các pan hệ thống điện từ ACG của chúng ta, mặc dù không hề báo lỗi mà luôn luôn xảy ra, mà có những trường hợp mà chúng ta làm được và có những trường hợp chúng ta chưa làm được. Các anh em vào xem có thể chia sẻ hoặc em cho mọi người cùng biết nhé, để chúng ta cùng hiểu về hệ thống điện từ này. Hoài Thanh xin chào toàn thể anh em. Bắt đầu Hoài Thanh có một cái hướng dẫn tìm hiểu về hệ thống điện từ ACG cùng với anh em như sau. Thì ở đây trên cái sơ đồ giáo trình này của Honda chuẩn mà Hoài Thanh đã từng được học, thì ở đây người ta quy ước cái vạch đỏ này, điện áp dương. Còn cái vạch đỏ vàng này là dòng chảy của điện áp. Thì như chúng ta đã biết, thì hệ thống điện từ ACG chúng ta hiện tại bây giờ áp dụng trên rất nhiều dòng xe. Con xe PCX đời 2009
là bắt đầu con đầu tiên Honda Việt Nam đưa ra thị trường. Và sau đó đến bây giờ thì được áp dụng ở trên xe LED 125, LED 125, Vision đời từ, các dòng xe SH đời mới bây giờ chúng ta đang sử dụng hệ thống đời từ này. Thì như chúng ta đã biết đấy, là khi ta nối ắc quy vào thì dương 12V luôn luôn nằm chờ sẵn tại các điểm ổ khóa, rơ le chính hay ta gọi rơ le đèn, và đồng thời là một chân tiếp điểm của cái rơ le sạc đề. Thì ở trên cái hộp cầu trì chúng ta có hai con rơ le, một con rơ le to là rơ le 5 chân, ta gọi rơ le đó là rơ le sạc đề, nằm vùng này đấy. Còn con rơ le nhỏ 4 chân mà chúng ta hay gặp ở trên xe nết, xe nít, to con này đấy. Con này người ta gọi là rơ le chính hay là rơ le đèn. Thì mục đích của con này là dùng để đóng cấp nguồn cho các thiết bị trên xe. Và chúng ta nhìn rõ khi ta gạt chân chống cạnh lên, thì lúc này công tắc chân chống cạnh là lối mát cho ECM. Và khi khóa điện on thì dương 12V từ ổ khóa được cấp cho rơ le chính, rơ le sạc đề về ECM. Và đồng thời là dây mát chạy về mắt âm của ắc quy ra mắt khung. Thì lúc này một mạch điện khép kín thì hệ thống FI chúng ta khởi động, minh chứng ở trên cái hình U chữ nhật màu xanh này, sẽ nhấp nháy tương đương từ 3 đến 5 giây giống như cái đèn min của chúng ta hoạt động. Đây là video của hãng, người ta mô phỏng để chúng ta dễ hiểu, và họ vẽ chậm lại từng mạch một để anh em chúng ta dễ hình dung. Và sau khi ECM hoạt động rồi thì lúc này người ta vẽ chậm lại, chúng ta thấy là cái rơ le chính là rơ le đèn, cấp nguồn 12V cho đến các cái cầu trì phụ, đến một cái tiếp điểm còn lại của rơ le sạc đề, và đi đến đèn còi xi nhan và các mạch và dùng điện áp sau ổ khóa. Thì để kiểm tra nhanh ở tại con rơ le sạc đề này xem có tốt hay không, thì chúng ta chỉ việc đo 1, 2, 3, 4, 5 chân con rơ le này đều có điện áp bằng 12V. Vậy là chúng ta đã thấy ok, vì các tiếp điểm đã có điện áp và cái chân nguồn của con rơ le chúng ta đều có điện áp, mà sang chân còn lại đến tiếp vàng nối về ECM, lúc này chỉ chờ ECM nối mát mà thôi. Khi ta bóp phanh thì dương 12V từ rơ le chính đi qua cầu trì 10A cấp đến cho nút đẩy. Thì cái công tắc phanh chúng ta có hai dạng. Một dạng là bóp phanh thì cấp dương 12V chút đề. Một dạng là công tắc phanh chúng ta không cấp dương chút đề mà lại là một công tắc hãm phanh. Nghĩa là dòng này sẽ có hai loại, một loại là công tắc đơn là cấp trực tiếp dương 12V, và một dòng là công tắc kép không liên quan đến mạch phanh. Lúc này cấp dương 12V chút đề và giữ tay phanh chúng ta bấm đề, thì công tắc đề chúng ta sẽ cấp dương 12V về cho ECM, chúng ta gọi là lệnh đề. Khi lệnh đề được cấp thì lúc này ở trên đây chúng ta nhìn thấy cái hình chữ nhật màu tím ạ, nhấp nháy, họ minh chứng cho việc là ECM sẵn sàng làm việc ở trong cái trạng thái được lệnh đề và cấp mát hay lối mát cho rơ le sạc đề. Lúc này cái tiếp điểm rơ le sạc đề chúng ta đang đóng ở bên trái sẽ đóng sang bên phải để cấp nguồn 12V vào trong ECM và chuyển đổi điện áp xung, hay chúng ta gọi điện áp bao pha, nôm na gọi điện áp bao pha, để cho máy phát chúng ta hoạt động.
Vậy khi điện áp của chúng ta đi vào trong ECM thì qua cái bộ chuyển đổi đó là những con transistor trường và một số các thiết bị, chúng ta sẽ chuyển đổi từ điện áp một chiều sang xung sin, xung vuông hay xung kim gì đó, đại loại chúng ta gọi đó là lumna, đó là thành điện ba pha xoay chiều để cho cái máy phát chúng ta. Lúc này động cơ chúng ta sẽ nhận được điện áp từ ECM cấp xuống và có một dòng từ trường và đẩy cái từ trường của nam châm, và lúc này vô lăng chúng ta sẽ quay theo chiều tiến và động cơ chúng ta được khởi động. Khi động cơ ta khởi động thì động cơ chúng ta nổ máy lên thì ở tốc độ cầm chừng thì sẽ lớn hơn cái tốc độ mà khi cái điện áp ở ECM cấp xuống để khởi động, thì lúc này ECM ta sẽ ngắt mát, không cấp mát cho dây màu vàng nối về dây sạc đề nữa, nhờ qua CKP của chúng ta báo về biết được là vòng tua hiện tại là bao nhiêu vòng trên phút và sẽ ngắt cái dây cấp mát cho dây sạc đề. Lúc này dây leo sạc đề ta ngắt và cái tiếp điểm lại trở về vị trí ban đầu, và hiện tại là cái điện áp của máy phát chúng ta lại đưa về ECM. ECM nó chuyển đổi từ điện áp 3 pha xoay chiều thành điện áp một chiều và được ổn áp quay về lạp cho ắc quy và đồng thời phục vụ cho các thiết bị chạy điện một chiều trên xe của chúng ta. Về nguyên lý hoạt động thì nó chỉ có một tính năng, đó là chuyển điện áp một chiều để khởi động được động cơ, và cộng thêm tính năng nữa là sử dụng cái điện áp máy phát quay ngược trở lại để lạp cho ắc quy. Và ở đây ECM là tích hợp hoàn toàn hệ thống phun xăng, hệ thống sạc, hệ thống đề làm chung một ECM và được điều khiển bởi cái con CKP. Nếu CKP chúng ta mà xảy ra lỗi thì ở đây CKP chúng ta có 6 dây. Đó là một dây màu lâu đen là dây dương 12V của ECM cấp xuống. Một dây là xanh dương xanh lục đi qua các chuyển đổi thành dây xanh lục về chân CKP. Còn 4 dây còn lại thì có dây trắng xanh, trắng đen, trắng đỏ và xanh dương sọc vàng. Thì những dây này thì bao gồm dây tín hiệu đánh lửa và dây xác định chiều quay. Và trong đó có 3 dây xác định chiều quay thì có một dây đóng vai trò cùng với dây đánh lửa để xác định vị trí là từ 0 độ đến 360 độ và xác định vị trí đánh lửa của chúng ta. Nếu mà trong 3 dây trắng xanh, trắng đen, trắng đỏ thì duy nhất đứt một dây trắng đen của chúng ta thì sẽ xảy ra báo lỗi. Còn 2 dây trắng xanh, trắng đỏ thì khi đứt không báo lỗi mà chúng ta chỉ hiển thị qua những cái động tác vần vô lăng, hoặc chúng ta sẽ vần vô lăng nghe cái hoạt động của những con van cầm chừng cao để chúng ta cảm nhận được nó. Thế còn về cái hệ thống hoạt động của chúng ta thì cái nguyên lý hoạt động thì Thanh đã chia sẻ chúng ta rồi. Thế còn cấu tạo của CKP hoặc cấu tạo của các con linh kiện bên trong đó thì cần rất nhiều thời gian để Hoài Thanh có thể những cái up những video chia sẻ cho anh em. Thì hôm nay có một cái Hoài Thanh muốn phân tích cho anh em một chút, đó là những cái pan mà liên quan đến hệ thống đề của chúng ta mà không hề báo lỗi. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn rõ này, giả dụ có một trường hợp là bóp phanh bấm đề, cái cầu trì chính của chúng ta bị hư hay bị cháy, thì lúc này thì nếu vào vị trí các anh em chúng ta tìm ở đâu thì rất nhiều mọi người đấy thì đã có chia sẻ với Thanh là bóp phanh bấm đề mà cháy cầu trì chính, cái cầu trì nè, thì đương nhiên họ sẽ tìm ở từ công tắc đề đến ECM. Lúc này Hoài Thanh chỉ cười thôi, cười này cười với mức độ là cười nhạt một chút,
không đồng tình cách làm của anh em. Bởi vì ở trên bệnh viện này chúng ta thấy là bản thân con dưa leo chúng ta có 5 chân, thì 5 chân này luôn luôn có dương 12V. Như vậy rằng là khi tôi bóp phanh bấm đề thì lúc này ECM cấp mát cho con dưa leo sạc đề này. Thì tiếp điểm dưa leo đóng từ trái sang phải, và con dưa leo này hoạt động không khác gì cái cầu dao đảo chiều ở trong nhà chúng ta. Bởi vì khi chúng ta sử dụng hai nguồn, một nguồn là nguồn điện lưới trực tiếp và một nguồn là qua súc, thì lúc này chúng ta sẽ đảo theo cái chiều nào điện khỏe chúng ta dùng, thì lúc này ở cái dưa leo chúng ta hoạt động cũng không khác gì cả. Vậy khi chúng ta bóp phanh bấm đề thì bản thân con ECM này chỉ có mỗi một chức năng cấp mát cho dưa leo sạc đề. Để làm sao? Để đóng cái tiếp điểm từ trái sang phải, thay vì là sử dụng điện áp 12V qua cái cầu trì chính này để cấp vào cho ECM, thì lúc này là đóng sang phế bên phải là sử dụng cái điện áp của dây đỏ to. Cấp nguồn vào cho ECM, và ECM sẽ cần một cái dòng lớn để chuyển đổi thành điện áp 3 pha đưa về máy phát. Thì lúc này cái dòng của cụ đề hay của máy phát chúng ta lớn hơn cái cầu trì chính, thì lúc này là cái cầu trì chính chúng ta sẽ bị đứt. Chúng ta hình dung không ạ? Vậy là khi cái dơ le chúng ta có những cái yếu tố sau: một là cái tiếp điểm của dơ le đang kẹt không thể đóng đảo được; hai là chân nguồn dương của dưa leo chúng ta là không có nguồn; ba là cái dây màu vàng từ ECM cấp lên trên dưa leo sạc đề chúng ta là bị đứt hoặc ECM ta bị hư hỏng không cấp mát; và đồng thời nữa là có thể cái cuộn nguồn của dưa leo chúng ta là trong tình trạng bị đứt nên là không thể đóng đảo tiếp điểm từ bên trái sang phải được để lấy cái nguồn của dây đỏ to cấp cho hệ thống đề của chúng ta. Và qua đây thì cũng có một số anh em học ở một số nơi thì đến cũng giao lưu với Hoài Thanh, thì cảm ơn các anh rất nhiều vì các anh cũng có chia sẻ rất chân thành. Nhưng có một cái đó là khi nhìn qua sơ đồ bệnh viện này thì các anh có nói tôi là nếu cái dưa leo sạc đề này mà không hoạt động thì dù cắm bao nhiêu cầu trì chính vào đều cháy. Thanh ghi nhận ở việc đó trên cái sơ đồ bệnh viện này, nhưng ở trên thực tế nó lại khác hoàn toàn. Nó chỉ có tỷ lệ phần trăm bao nhiêu cháy cái cầu trì này mà thôi. Thì bây giờ Hoài Thanh sẽ tạm dừng ở cái phần máy chiếu, và Hoài Thanh sẽ quay sang phần thực hành trên xe, và Hoài Thanh sẽ chứng minh cho mọi người thấy là việc cái dây màu vàng của chúng ta bị đứt hoặc là lý do nào đó dẫn đến cái dây sạc đề chúng ta không hoạt động được thì có thể bị cháy cầu trì và có thể không cháy cầu trì, mà cầu trì cháy thường xuyên thì chúng ta tìm nó dễ rồi. Còn trong trường hợp cầu trì chúng ta cháy không thường xuyên thì lúc này chúng ta sẽ có phương án để chúng ta sửa chữa, tìm kiếm hư hỏng nhanh nhất để rút ngắn cái thời gian chúng ta giao xe cho khách hàng. Rồi chúng ta chờ Thanh một chút nhé, để Thanh zoom phóng rõ màn hình ra để chúng ta nhìn rõ.
Hoàng Thanh xin chào mọi người nhá. Bây giờ Hoàng Thanh sẽ sử dụng chiếc xe này. Rồi, Thanh sẽ bốc phanh vấn đề. Thay vì việc phải tháo tề ra để kiểm tra cho mọi người, Hoàng Thanh tháo sẵn vấn đề ra ngoài này. Lúc này Thanh bốc phanh này, chúng ta chỉ cần bốc phanh mà nghe tiếng dơ le sạc đề trong đây nó hít, nghĩa là cái mạch đề chúng ta từ công tắc phanh cấp đến cho nút đề là ok, và từ nút đề cấp về ECM tốt, và lúc này nguồn của dơ le sạc đề lăng chân chúng ta là có dư 12V và đã được cấp mát, thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng tạch của dơ le. Còn trong trường hợp chúng ta bốc phanh bấm đề mà nghe ra đây sạc đề trong đây không có một tí tín hiệu nào cả, thì chúng ta bắt buộc phải kiểm tra từ công tắc hãm phanh này. Con xe này có hai công tắc, thì công tắc phanh này, công tắc hãm phanh, thì kiểm tra công tắc hãm phanh bao gồm có dây màu đen nâu đường nguồn này, dây màu xanh dương xanh lục là dây của công tắc hãm phanh cấp nguồn 12V về cho nút đề, và sau đó chúng ta mới kiểm tra ở nút đề trong cái dây xanh dương xanh lục ở đây có 12V hay không. Khi có 12V rồi, chúng ta sẽ đo ở dây màu vàng xanh lục bằng cách là bóp phanh này, hết tay phanh vào và bấm đề. Nếu mà ở tại dây màu vàng xanh lục của chúng ta mà có điện áp, không có hoạt động của dây le, thì chúng ta phải đo cái dây màu vàng xanh lục từ nút đề về ECM, đồng thời chúng ta kiểm tra nguồn của ECM và đo thông mạch dây màu vàng từ ECM cấp về cho dây sạc đề. Thì bây giờ Hoàng Thanh sẽ khởi động đề, chúng ta thấy này. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một vấn đề. Đó là Hoài Thanh sẽ cắt một cái dây màu vàng ở tại chân con dơ le sạc đề ra, và chúng ta sẽ cùng nhau xem hiện tượng gì xảy ra. Rồi, xe này thì xe Hoài Thanh dạy làm giáo cụ. Thì bản thân ấy, thì đây là dây màu vàng, và Thanh đã nối sẵn ra đây một cái rắc của cầu chì, và lúc này Thanh rút cái cầu chì ra. Thì đồng nghĩa với việc là dây màu vàng chúng ta bị đứt, và Thanh xin phép là được đặt cam ở ngoài này để Thanh dễ làm chúng ta hình dung. Rồi, anh em chúng ta chia sẻ cho mọi người nhé, chia sẻ cho mọi người cùng biết, cùng có hướng xử lý trong cái vấn đề này. Thì như Hoài Thanh vừa có đề thử cho chúng ta thấy là bốc phanh vấn đề, hệ thống đề chúng ta hoạt động bình thường mà xe đổ máy rất ok, nhưng ở đây có dây màu vàng này, Hoài Thanh nối tắt bằng cái hộp cầu chì, rút cầu chì ra, nghĩa là dây màu vàng chúng ta đang hở mạch đứt. Lúc này Thanh sẽ bốc phanh vấn đề cho ta thấy. Xong rồi, chúng ta thấy lúc này bây giờ hệ thống đề chúng ta là khi bốc phanh vấn đề là cháy cầu chì chính, mất điện toàn thành phố luôn, hệ thống còi xi nhan không có. Và sau đó thì tôi sẽ tiến hành tôi kiểm tra cái cầu chỉ chính của tôi. Và chúng ta lấy ở trong hộp này cái kim để rút cầu chỉ. Lúc này cầu chỉ chính của tôi đã bị hư hỏng. Thì vậy trong cái lúc mà cầu chỉ chính hư hỏng, hoặc có những xe cầu chỉ chính không hư hỏng, thì điều gì xảy ra nếu máy phát của tôi mà sử dụng cái dòng đi qua cầu chì chính lớn hơn cầu chì chính, thì lúc này sẽ bị cháy cầu chì ngay.
Nếu cháy ngay thì anh em chúng ta dễ sửa, dễ tìm. Còn trong trường hợp mà cái máy phát của chúng ta sử dụng cái nguồn thấp hơn dòng của cầu chì thì sao? Thì lúc này chúng ta bóp phanh bấm đề, cầu chì không cháy được mà xe vẫn khởi động bình thường. Nhưng không phải đồng nghĩa việc không cháy mà sẽ cháy bất cứ lúc nào khi khách hàng vận hành xe. Vậy nên là một người thợ chúng ta sửa chữa, chúng ta phải tìm hiểu được đúng nguyên nhân và sửa chữa cho khách hàng để đảm bảo làm sao cho khách hàng chạy xe an toàn và cái uy tín cửa hàng chúng ta nâng lên. Và bây giờ Hoài Thanh sẽ chứng minh cho chúng ta đấy nhé. Khi Hoài Thanh cắm một cái cầu chì mà nó lớn hơn cầu chì của máy phát thì chúng ta thấy là có hoạt động được không. Mà xin lỗi là cái cầu chì vừa Hoài Thanh đặt ra ngoài chưa công bố cho anh em là cầu chì gì. Và bây giờ Hoài Thanh sẽ cầm cái cầu chì 25A cắm vào trên xe, chứ không bao giờ Hoài Thanh dùng cầu chì lớn hơn tiêu chuẩn. Đây, Hoài Thanh sẽ cầm cầu chì 25A nối trên xe. Ở lúc này nhé, bản thân dây màu vàng ấy là Hoài Thanh vẫn rút ra rồi, nghĩa là dây màu vàng của ta vẫn bị tắt, vẫn đứt chứ không phải có điện. Và chúng ta sẽ trải nghiệm tiếp này. Vậy chúng ta thấy là cái dây màu vàng ra này, cái nước này không phải hoàn toàn lúc nào cũng bị cháy cầu chì chính, mà nó chỉ vào trong những xe nào mà cái động cơ chúng ta sử dụng nguồn đi qua cầu chì chính lớn hơn cầu chì chính thì bị cháy. Còn những lúc mà không cháy này là lúc rất nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta giao xe cho khách hàng, mà khách hàng về sử dụng thì bị cháy, mà khi khách hàng quay lại chúng ta không tìm ra nguyên nhân thì lúc này cũng hơi khó khăn để cho cái việc cửa hàng ta phát triển. Vậy theo các anh chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân này? Qua đây Hoài Thanh sẽ có một cái chia sẻ nhanh cho chúng ta để chúng ta tìm hiểu, để xác định, phân loại những căn bệnh gây ra cái tình trạng cầu chì đứt không thường xuyên. Thì quay trở về vấn đề này thì chúng ta thừa biết là cái dòng đi qua cầu chì chính của chúng ta mà thấp hơn cầu chì chính thì đương nhiên là chúng ta sẽ không hề cháy ngay, nhưng nó thi thoảng bị cháy. Nếu chúng ta phát hiện nhanh thì lý do thì trên xe ta hệ sử dụng hệ thống dừng cầm chừng, idling stop, nghĩa là khi động cơ chúng ta nổ máy lên rồi thì sẽ hoạt động được, mà để ở chế độ bật đèn thì lúc này là toàn bộ hệ thống điện chúng ta hoạt động hết công suất thì cái cầu chì chính chúng ta là sẽ bị cháy, mà không phải cháy ngay lúc đó mà chúng ta chạy trên đường, khi chúng ta dừng xe chúng ta có thể kéo ga trong cái chế độ idling stop.
dẫn đến là cầu chì cháy hư hỏng. Thì vậy để xác định việc này thì chúng ta cần khai thác thông tin khách hàng, là hỏi người ta theo cái phương châm của Honda dạy chúng ta, của Hoài Thanh ấy, thì lúc này chúng ta khai thác khách hàng như sau. Hỏi người ta là khách hàng bị trong trường hợp nào, bị ở đâu, bị như thế nào, thì chúng ta sẽ có những cái để xác định được. Thì Hoài Thanh sẽ minh chứng cho tôi thấy nhá. Đây là chiếc cầu chì 10A, để mô phỏng chúng ta rõ thấy nhất là bị cháy cầu chì ngay. Còn ở trên xe kia đang là cái cầu chì 25A thì không cháy được. Nhưng mà nếu tôi thắp hai cái bóng đèn pha cốt lên giống như xe LED 125 á, thì chúng ta bật toàn bộ công suất lên thì chúng ta chạy trên đường và khi dừng xe chúng ta tiếp tục sử dụng anti-stop là hay bị cháy cầu chì chính lại. Vậy chia sẻ anh em chúng ta có cách nào chúng ta giải quyết công việc nó tốt, vì chúng ta chỉ cần cháy cầu chì chính thôi thì chúng ta phải đề xuất đến cái việc đó là cái con dây sạc để không hoạt động được, và trong quá trình đó kiểm tra nhanh là các anh thắp hết hoàn toàn các thiết bị trên xe bao gồm bóng đèn pha cốt. Vậy Hoài Thanh chia sẻ anh em đây và chúc anh em chúng ta có kỹ năng làm tốt hơn. Và bây giờ cũng là 11 giờ kém thì cũng gần đến lúc nghỉ ngơi của anh em, thì Hoài Thanh sẽ chia sẻ tiếp các video trong các lần sau cho mọi người để chúng ta có những kỹ năng chúng ta làm. Và tại đây thì Hoài Thanh cũng nhờ anh em một chút để chúng ta chia sẻ cho mọi người cùng biết để hiểu ra vấn đề trong quá trình hệ thống đề từ ACG của chúng ta không những là báo lỗi không đề được, và còn có những cái mà không báo lỗi không đề được, thậm chí cháy cả cầu chì. Thì đây chỉ là một trong những pan thôi, còn đối với học viên của Hoài Thanh thì anh em làm rất tốt ở vấn đề này rồi. Còn anh em nào chúng ta mà có nhu cầu nâng cao về FI khóa thông minh kỳ thì hãy liên hệ với Hoài Thanh, và Hoài Thanh cam kết với anh em là khi học xong chúng ta hiểu đúng và chúng ta sẽ làm đúng. Và chúng ta làm đúng rồi thì chúng ta sẽ có cái truyền đạt cho thế hệ sau của chúng ta, nó sẽ là đúng. Còn chúng ta hiểu sai, làm sai thì không những sai chúng ta mà sẽ sai cả thế hệ lần sau. Vậy Hoài Thanh xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.